bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái chiếc khẩu trang như thế này cho người lớn cũng như là cho trẻ em nha các bạn. Chúng ta sẽ có nhiều size cho nên là Mimi có tổng hợp cho các bạn vào trong cái tờ giấy A4 á, để mà các bạn móc cho nó dễ dàng hơn nè. Cái form của chúng ta rất là gọn gàng nè các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu khẩu trang này cho trẻ em cũng như cho người lớn nha. Và nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công nha. Và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu khẩu trang này á các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tự do nha. Các bạn có thể là sử dụng các loại len như là len miêu cotton, miêu bò hoặc là miêu hè như thế này nè các bạn. Cái cỡ len khoảng là 2mm á, mình chia mũi theo cái cỡ len 2mm nha, và cái số hàng á các bạn. Còn nếu mà các bạn dùng cái sợi cotton mà 100% á, nếu mà cái sợi nhỏ 1mm này nè, các bạn có thể là chập đôi nó lại nha. Các bạn có thể là sử dụng hai cuộn để các bạn dễ dàng các bạn chập hơn. Còn nếu không á, thì các bạn sẽ khui cái ở phía dưới đây nè các bạn. Đây, ở trong cái phần giữa này nè, các bạn sẽ rút ra. Và ở bên ngoài á, nó có một cái cọng riêng lẻ đó. Thì các bạn sẽ làm tới đâu á, mình sẽ tháo ra tới đó nha. Rồi các bạn sẽ chụm lại như thế này cho mình nè. Đó, rồi cái này là khi mà chụm lại đủ rồi các bạn thì nó sẽ được là 2mm. Các bạn sẽ móc kim móc 2.5mm hoặc là kim móc hai đầu số 3-4 như thế này nè các bạn. Mình sẽ sử dụng cái đầu số 4 mà mình móc nha. Cái riêng cái sợi cotton á các bạn, thì các bạn có thể là sử dụng kim móc 3.0 nếu mà các bạn chập lại nè, để cho nó mềm mại hơn một xíu nữa cũng được nha các bạn. Tại vì cái size của khẩu trang trên lệch khoảng 0.5 đến 1cm thì nó cũng không có thành vấn đề các bạn, nó cũng sẽ vừa thôi à. Cho nên các bạn có thể là sử dụng kim móc 3.0mm nha. Còn nếu mà mình sử dụng cái loại len co giãn nè, mình sẽ sử dụng cái kim móc hai đầu số 3-4 và mình sẽ móc đầu số 4 nha các bạn, tương đương với cái size kim là 2.5mm á. Đây là một cái khẩu trang vải mà mình hay đeo nè các bạn. Thì ở bên trong á, có một cái lớp vải lưới mè để mà chúng ta làm cái lớp lót bên trong. Thì đang trong cái thời gian giãn cách á các bạn, cho nên là mình không có đặt hàng được cũng như là không có mua được. Nhưng mà mấy cái vải lưới mè này nè bán rất là nhiều ở trên mấy cái trang mạng hoặc là ở ngoài tiệm vải á các bạn. Thì các bạn mua cái vải lưới mè này để các bạn may vào cái khẩu trang á, các bạn nói như vậy á, là người ta sẽ bán cho các bạn à. Cho nên là ở cái clip này mình không có hướng dẫn cho các bạn may cái lớp lót được. Mình hy vọng là các bạn sẽ thông cảm giùm mình nha. Để hôm sau mà khi mà hết cái giãn cách mà mình mua được và mình có trang trí hình con vật ở trên khẩu trang á các bạn, thì mình sẽ làm cái clip mà hướng dẫn cho các bạn trang trí hình con vật cũng như là may cái lớp lót này nha. Còn nếu mà các bạn thấy cái lớp lót này không thành vấn đề với các bạn á, tại vì các bạn có thể là sử dụng cái khẩu trang này đi kèm với cái khẩu trang y tế như thế này nè các bạn, để mà mình tránh bụi tránh nắng được nhiều hơn cũng được luôn nha. Còn nếu mà các bạn sử dụng cho mùa đông để giữ ấm thì các bạn cũng không có cần lớp lót cũng được luôn. Nếu mà cái lớp lót đó thì có chức năng là để chúng ta dễ dàng chúng ta vệ sinh hơn các bạn, cho nên là các bạn hoặc là các bạn có thể may vào, còn không thôi là các bạn sẽ để như vậy luôn cũng được. Và đối với cái khẩu trang trẻ em cũng vậy luôn nha các bạn. Các bạn cũng kỹ cho mình thì các bạn sẽ may thêm một cái lớp vải lưới mè như thế này nữa. Rất là đơn giản thôi. Các bạn may bằng kim chỉ may vào là được rồi các bạn. Các bạn cắt theo cái khung của cái khẩu trang này nè, và các bạn cứ may vào thôi. Rất là đơn giản. Hoặc là ở nhà của các bạn mà các bạn có cái miếng vải mà nó hơi mỏng mỏng á các bạn, miếng vải thun mà mỏng mỏng á, các bạn cũng có thể là cắt, các bạn may vào cũng được luôn. Rồi, đối với cái size của khẩu trang á các bạn, thì ở đây nè, mình móc theo cái size của cái khẩu trang này nè. Nhưng mà đối với cái khẩu trang vải này nè, nó hơi rộng so với mình. Thì tùy cái khuôn mặt á các bạn, tùy theo cái số cân nặng nữa. Cho nên là các bạn có thể là tự làm theo cái khẩu trang theo cái size của các bạn nha. Ở đây thì cái bề rộng nó nè các bạn, cái bề này nè thì nó sẽ bằng nhau. Nhưng mà mình làm ở đây thì nó sẽ ngắn hơn một xíu nè. Bên đây ngắn hơn, tại vì các bạn sẽ thấy cái hình mà trên banner mình chụp mẫu là nó sẽ vừa in với cái khuôn mặt của mình à. Rồi,
Ở đây là cái khẩu trang người lớn. Mình sẽ cho các bạn coi cái demo mà mình đã vẽ ra nè. Mình vẽ cái khẩu trang này nó hơi xấu cho nên là các bạn thông cảm nha. Cái chiều dài của cái chiếc khẩu trang người lớn này các bạn là 19,5 đến 20 cm, trong cái khoảng này là được nha các bạn, trong cái khoảng này. Còn nếu mà các bạn muốn làm cỡ khoảng 19 thôi á thì cũng được luôn, tùy theo cái khuôn mặt. Còn nếu mà các bạn muốn làm 21 thì các bạn sẽ làm thêm hàng cho mình thôi. Rồi cái độ rộng của cái khẩu trang nè các bạn, đặng vừa cho cái chùm cái lỗ mũi của mình nè, thì mình đo được là 13.5 đến 14 cm trong cái khoảng này nha các bạn. Đối với cái khẩu trang trẻ em á thì cái chiều dài sẽ là khoảng 15,5 hoặc là 15. Nếu mà bé nhỏ hơn á thì các bạn sẽ làm cho mình ngắn hơn cũng được nữa, ngắn hơn. Còn cái này là cái size trung bình của trẻ nè các bạn, trẻ từ 3 tuổi trở lên á, 3 tuổi đến 8-9 tuổi là vừa cái khẩu trang này nè. Tại vì mình làm cái cọng dây này theo cái bề dài của cái mặt á các bạn, bề dài của cái khuôn mặt á. Cho nên là cái này là sẽ vừa hết à, cái ở trong cái phần thân này sẽ vừa, nhưng mà mình điều chỉnh lại cái dây này thôi nè. Cái dây này các bạn có thể là làm kiểu cột cũng cho nó đơn giản các bạn, để chúng ta dễ dàng mà vừa hơn đối với bé cũng như là đối với người lớn nha. Rồi còn cái chiều rộng của cái khẩu trang này các bạn, cái chiều này nè thì là 11 cm nha. Rồi ở đây các bạn có thể là chụp trước cái bảng này cho mình cũng được nữa. Cái này là size của trẻ em nè các bạn, các bạn chụp ở bên đây đi đó, từ hàng 1 đến hàng 31 thì các bạn có thể là dòm vô cái clip này của mình để các bạn móc tương tự. Đây còn ở đây là của người lớn nè các bạn, các bạn chụp trước cho mình là 14 hàng này đi, hàng 1 đến hàng thứ 14 của cái khẩu trang người lớn nè. Rồi chụp thêm cho mình cái hàng 15 đến hàng thứ 41 bên đây là của người lớn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dựa theo cái bảng này để mà mình đọc cho các bạn, cũng như là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy len nha các bạn. Mình sẽ sử dụng len mill hàng và kim móc hai đầu số 34. Đây các bạn, sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng size với giảm size ở cái khẩu trang này nha. Các bạn sẽ để ý là hàng 1 của cái khẩu trang của trẻ em nè thì là 11X, tức là số lẻ nè các bạn, 11X. Còn khẩu trang của người lớn hàng đầu tiên sẽ là 15X. Như vậy á, thì cái người gầy hơn thì như thế nào? Thì các bạn sẽ giảm cho mình 2 mũi nha. Mình sẽ làm là 13X. Đối với bé mà khoảng 15 tuổi trở lại á các bạn, thì các bạn có thể là móc 13X nha. Cái khuôn mặt cho nó nhỏ lại á. Rồi những cái hàng phía sau này các bạn cứ chia ra làm hai cho mình ở cái chỗ này. Thì các bạn móc thử cái của người lớn theo cái hướng dẫn của mình đi, rồi các bạn sẽ tự động các bạn sẽ biết tăng size giảm size ở chỗ này à, rất là đơn giản thôi à các bạn. Ở đây cái trẻ em là mình đã ghi cho các bạn rất là cụ thể rõ ràng rồi, mình chỉ cần là thay cái số liệu vào thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len và kim móc ra, chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt trước nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 15 mũi móc xích, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Sau khi móc được 15 mũi, các bạn sẽ móc lên thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 15 á các bạn. Đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau nè. Các bạn sẽ quay lại ở phía sau có những cái phần nhô lên ở từng chân móc nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 15. Cái phần nhô lên ở phía sau các bạn móc một mũi móc đơn. Rồi đâm kim vào cái phần nhô lên ở chân móc kế tiếp, móc một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm lần lượt hết 15 chân móc, chúng ta sẽ có được là 15 mũi móc đơn nha các bạn. Mình đã móc xong hàng thứ nhất rồi nè các bạn. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, móc hàng thứ hai. Hàng thứ hai các bạn cũng sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Và làm lần lượt hết 15 chân móc, chúng ta cũng sẽ được là 15 mũi móc đơn nha các bạn. Móc xong hàng thứ hai, các bạn cũng sẽ móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại,
7 chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi một móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Chân móc thứ 8, các bạn sẽ móc cho mình vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân. 1 2 3. 7 chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 và 7. Xong hàng móc thứ 3, chúng ta đã có được một cái sự nhô lên như thế này nè các bạn. Rồi, lên hàng móc thứ 4 với một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại, hàng móc thứ 4 này các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 17 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 và mũi cuối cùng 17. Như vậy hàng thứ tư này chúng ta sẽ không có tăng mũi các bạn, cho nên là mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi, chúng ta nhòm lại cái bảng này. Ở hàng thứ 3, hồi nãy là mình đọc cho các bạn là 7 mũi móc đơn liên tục nè. Cộng 3, tức là mình sẽ móc 3 mũi móc đơn vào trong cùng một chân. Và còn lại 7 mũi thì chúng ta sẽ móc là 7 mũi móc đơn. Ở hàng thứ 4, chúng ta sẽ móc giống hệt như hàng móc thứ 3. Mỗi chân móc ở hàng thứ 3 bao nhiêu là hàng thứ 4 mình sẽ móc bấy nhiêu. Nè các bạn có thể cộng cho mình nè. 7 cộng 3 là 10, 10 cộng cho 7 là được 17. Vậy là 17 ít ở đây. Rồi hàng thứ 5. 8 chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Lên rồi cái chân móc thứ 9 này các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Và tương tự lặp lại. Ở 8 cái hàng móc, 8 cái chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc là 8 mũi móc đơn vào trong 8 chân móc. Như vậy nha các bạn, mình ghi như vậy là các bạn sẽ dễ hiểu rồi ha. Ở đây là có những cái ký hiệu nè, ít là mũi đơn, cộng 3 tức là 3 mũi đơn cùng chung một chân, trừ 3 tức là giảm 3 mũi, giảm còn một mũi nè. Cái trừ 3 này là nó nằm ở khúc dưới và các bạn có thể là ứng dụng trong cái đây nè. Đó các bạn, mình ghi là cộng 3 nè. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho mình nha, rất là đơn giản thôi cái khẩu trang này nè. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái hàng móc thứ 5 nha các bạn. 8 3 8. Rồi, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại, 8 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc thứ 9 là các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi, 8 chân móc còn lại các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi, xong cái hàng móc thứ 5. Lên cái hàng móc thứ 6 với một mũi móc xích. Quay ngược đầu móc này lại. Mỗi chân móc chúng ta sẽ móc mỗi mũi móc đơn. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 19 mũi móc đơn ở cái hàng móc thứ 6 này. Rồi các bạn sẽ làm tới cuối hàng. Ở hàng móc thứ 7 này nè các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Quay ngược cái đầu móc này lại. 9 chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi chân móc thứ 10 này các bạn sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. 3.
9 chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 móc lên một mũi móc xích. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc theo cái chạc này cho mình nha. Đây các bạn, chúng ta đã kết thúc cái hàng thứ 7 cái nè, lên hàng thứ 8. Lên hàng thứ 8 với 21 chân móc thì các bạn sẽ móc là 21 mũi móc đơn. Rồi lên hàng thứ 9, các bạn lại chia ra 10 chân móc đầu tiên là 10 mũi móc đơn. Chân móc thứ 11 là chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn vào một chân. Còn 10 chân móc cuối cùng thì các bạn sẽ móc 10 mũi móc đơn vào đây. Rồi lên tới hàng móc thứ 10 là 23 mũi móc đơn nè. Hàng móc thứ 11, hàng móc thứ 12, hàng móc thứ 13, 14. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cái hàng móc thứ 14 nha. Mình đã móc tới cái hàng thứ 14 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc từ hàng thứ 15 và đến hàng thứ 28 nha các bạn. Là chúng ta sẽ không có cần tăng mũi gì cả. Cứ mỗi chân móc là các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn. Ở đây cái hàng thứ 14 chúng ta đã có được 27 mũi móc đơn. Thì hàng thứ 15 đến hàng thứ 28 chúng ta sẽ móc mỗi hàng là 27 mũi móc đơn. Lên một móc xích, quay ngược đầu móc lại, chúng ta sẽ móc hàng thứ 15. Chân móc đầu tiên một đơn, chân móc thứ 2 một đơn, chân móc thứ 3 một đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự đến cuối hàng. Chúng ta sẽ làm tới cái hàng thứ 20. Đây các bạn, hàng 15 đến hàng thứ 28 là 27 mũi móc đơn nè. Chúng ta sẽ móc liên tục luôn nha. Mình sẽ gặp lại khi các bạn móc đến cuối hàng thứ 28. Mình đã móc đến hàng thứ 28 rồi nè các bạn. Và bây giờ cái chiếc khẩu trang của chúng ta đã được phân nửa rồi nè. Nó có cái độ cong lại để mình ấy cái lỗ mũi cho nó dễ thở nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái hàng thứ 29 cho tới hàng thứ 41 nha các bạn. Hàng thứ 29 nè các bạn sẽ để ý cho mình. Ở đây là mình sẽ móc liên tục là 12 mũi móc đơn ở 12 chân móc đầu tiên nè. Rồi ở đây mình ghi là trừ 3 nè các bạn. Thì mình sẽ chụm 3 cái chân móc lại thành một chân móc. Đây là mình đánh dấu lại là một ít nè. Rồi 12 cái chân móc còn lại thì chúng ta sẽ móc là 12 mũi móc đơn. Như vậy thì chúng ta sẽ có là 12 cộng cho 1 là 13, 13 mà cộng cho 12 là được 25. Vậy là hàng thứ 30 là chúng ta sẽ móc 25 mũi móc đơn nè các bạn. Và tương tự ở đây là mình có ghi số cho các bạn hết nè. Các bạn cứ thấy cái dấu trừ này là các bạn sẽ chụm 3 cái mũi lại thành một mũi cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái hàng thứ 29, 12 mũi móc đơn ở 12 chân móc đầu tiên. Các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích cho mình nha. Quay ngược đầu móc lại, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Rồi, khi mà đến cái chân móc thứ 12 á, các bạn sẽ chùm cho mình 3 chân móc kế tiếp nè. 1 2 3 lại thành một chân móc, đâm kim vào cái chân móc thứ 13, các bạn kéo len qua. Giữ nguyên như thế này, đâm kim vào cái chân móc thứ 14, kéo len qua, giữ nguyên, đâm kim vào chân móc thứ 15, kéo len qua. Chúng ta đã được 4 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn. Rồi bây giờ, 12 chân móc còn lại các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha. Đâm kim vào chân móc kế tiếp, các bạn móc một mũi móc đơn. Kế bên, một mũi móc đơn là 2 rồi đó các bạn. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Như vậy thì chúng ta đã đủ rồi đó các bạn. Bây giờ những lên tới cái hàng móc thứ 30, chúng ta sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Quay ngược cái đầu móc lại, các bạn cũng móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn là 1 rồi đó. 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 và 25. Chúng ta đã kết thúc được cái hàng thứ 30 rồi nè các bạn. Đó, nó bắt đầu giảm lại từ từ để cho bằng với cái số mũi ban đầu mà chúng ta tạo nên nè các bạn. Như vậy thì khi mà chúng ta giảm từng hàng xen kẽ thì nó sẽ nhỏ lại từ từ nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng thứ 31 với một mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại. 11 cái chân móc đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình là mỗi chân móc, mỗi mũi móc đơn 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Các bạn sẽ thấy là nó giật lại từ từ đó các bạn. Hồi nãy là chúng ta là 12, 12 là chúng ta chụm 3 chân. Bây giờ là còn có 11 rồi chụm 3 chân. Rồi nữa, những cái hàng kế tiếp là còn 10 rồi chụm 3 chân, 9 chụm 3 chân. Như vậy á các bạn, cứ giảm từ từ ha. Ở đây là chúng ta được 10 mũi móc đơn rồi nè, 3 chân móc. Ở giữa này các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân móc. Rồi chân móc thứ kế bên nè, 1 nè. Kế tiếp là 2 nè. Tiếp theo là 3. Các bạn sẽ chụm 3 chân móc ở giữa này lại thành một chân móc. Rồi, bây giờ 11 chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình. Mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, chân móc cuối cùng là 11 là đủ rồi đó các bạn. Lên một móc xích nè. Rồi, lên cái hàng móc tiếp theo. Ở đây là chúng ta đã xong hàng thứ 31 rồi nè. Hàng thứ 32 các bạn sẽ không cần giảm. Móc bằng số mũi của hàng thứ 31 là 23 mũi móc đơn. Rồi hàng thứ 33 các bạn lại móc cho mình theo cái bảng này 10 mũi móc đơn đầu tiên, xong 3 chân móc ở giữa các bạn chụm lại thành một chân móc. Còn lại 10 mũi cuối cùng các bạn sẽ móc 10 mũi móc đơn nè. Rồi hàng thứ 34 các bạn sẽ còn lại là 21 mũi móc đơn. Hàng thứ 35 các bạn lại giảm mũi. Hàng 36 không giảm. Hàng 37 lại giảm. Hàng 38 không giảm. Hàng 39 giảm. Hàng 40 không giảm. Và hàng 41 là cái hàng cuối cùng. Như vậy thì hàng cái cuối cùng này là còn 15 ít. Các bạn sẽ dòm lại cái hàng đầu tiên nè các bạn. Nó cũng sẽ có là 15 ít. Hàng thứ 1 và hàng thứ 2 là 15 ít. Hàng thứ 40 và hàng thứ 41 15 ít là nó sẽ kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ móc những cái hàng móc tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc từ cái hàng móc thứ 32 nè, trở về lên tới cái hàng móc thứ 41 rồi nha các bạn. Rồi các bạn cũng móc lên một mũi móc xích và quay ngược cái đầu móc này lại. Móc cái hàng móc thứ 32, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Và lên thêm cho mình tới cái hàng móc thứ 41. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn móc tới cuối cái hàng móc thứ 41 nha. Mình đã móc xong cái hàng thứ 41 rồi nè các bạn. Và chúng ta đã được một cái form khẩu trang như thế này rồi nè. Nếu mà các bạn muốn nó dài hơn á, thì các bạn sẽ cộng cho mình ở phía phần giữa nè các bạn. Cộng thêm hai hàng mũi móc đơn nữa. Và cái hàng mà không tăng mũi á, các bạn cứ cộng vô đây thêm hai hàng nữa nha. Cái chỗ cái phần dây để mà chúng ta luồn qua cái lỗ tai cho nó cố định nè các bạn, thì có hai cách. Cách thứ nhất, nếu mà các bạn làm tặng hay là bán thì các bạn có thể là mua thêm cái cọng dây này nè, để mà các bạn may vào luôn nè các bạn nè. Các bạn sẽ may vào để cho cái này nó có cái độ co giãn các bạn.
người ta cũng dễ dàng chúng ta sẽ vừa hơn nè. Còn nếu mà chúng ta thích bằng len á thì chúng ta làm theo cái kiểu của My cũng được, hoặc là các bạn sẽ làm hai cái phần dây cột nha. Các bạn sẽ viền lại hai chỗ bên đây là những mũi móc đơn, viền xong hết rồi thì chúng ta sẽ nối vào đây là những cái mũi móc xích, bốn cái phần mũi móc xích nè các bạn. Ở đây là một dãy mũi móc xích, ở đây là một dãy mũi móc xích, là được hai cọng dây. Rồi bên đây là một cọng móc xích nữa, bên đây một cọng móc xích nữa, rồi chúng ta sẽ có là bốn cái điểm móc xích. Thì các bạn sẽ tặng với bán thì người ta sẽ tự cột lại các bạn, tự cột cho vừa lại rồi người ta ấy à. Còn nếu mà các bạn đo được cái của bé hoặc là của người lớn, các bạn sẽ làm móc trực tiếp như thế này cho mình nè, thì mình sẽ cung cấp cái số móc xích cho các bạn nha. Ở người lớn á, là ở đây nè các bạn, mình có làm cái phần dây này nè, dây này là mình không có trừ hao nha các bạn, mình tính mình móc cho vừa luôn và cái độ giãn của len thôi. Thì mình làm cái phần dây của người lớn là 28 mũi móc xích, là từ đây nè qua tới đây luôn là 28 mũi móc xích nè, mình có ghi chú cho các bạn nè. Nếu mà các bạn muốn trừ hao thì các bạn sẽ móc hơn cái số này nha. Các bạn có thể là làm 30-32 mũi móc xích nè. Còn cái cộng dây của cho trẻ em nè các bạn, thì mình sẽ móc là 24 mũi móc xích hoặc là hơn, tùy theo các bạn nha. Còn nếu mà các bạn móc 4 dây như thế này nè, thì các bạn sẽ móc cho mình là ở đây là 28 không, ở đây là các bạn sẽ móc là 15 mũi đến 18 mũi móc xích cho một dây, hoặc là các bạn có thể là móc 20 mũi cũng được luôn cho một dây nha các bạn. Gõ cái phần dây của trẻ em nè, thì cái này là 24, thì các bạn sẽ móc độ khoảng là dây bên đây 15 cũng được, và dây bên đây 15 mũi móc xích, bên đây là 15 mũi móc xích, 15 mũi móc xích nè. Cái bảng này nè các bạn, cần cái bảng này thì các bạn sẽ liên hệ cái Zalo của mình nè, Mimi nè các bạn, Mimi Handmade nha. Nếu mà các bạn chụp không có kỹ á thì các bạn sẽ liên hệ cái Zalo này để mà mình gửi cái bảng này cho các bạn để các bạn xài hoài luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái dây quai này nha. Mình sẽ làm 28 mũi móc xích nha các bạn. Cái này là vừa với cái khuôn mặt của mình. Mình 50 mấy ký đó, mình cũng chưa có cân lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ viền lại cái đầu này nè. Rồi móc vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Móc vào chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Rồi chân móc kế bên này các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mỗi hàng á, các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn vào đó nha. Chân móc đầu tiên nè các bạn, ở mỗi hàng nó có một cái chân móc đầu tiên đó, các bạn cứ đâm kim vào đó nha, móc những mũi móc đơn đến cuối hàng này luôn nha các bạn. Tới gần cuối á, các bạn sẽ nẹp cái phần len thừa này nè vào trong mũi móc luôn nha. Rồi các bạn sẽ viền lại cho mình một bên này trước đi. Đây các bạn, ở cái phần cuối này nè, các bạn cũng sẽ móc vào cái chân móc ở chỗ này nè nha, một mũi móc đơn luôn nha các bạn. Rồi ở đây là mình nói thêm cho các bạn một xíu nữa cái chỗ này nè. Các bạn muốn cái dây này nè không có quá dài á, để không có lùm xùm á, thì các bạn sẽ móc mỗi một cái dây này khoảng 18 đến 20 mũi móc xích thôi nha. Còn nếu mà dài quá thì mình sợ nó hơi lòng thòng ở chỗ cái lỗ tai á các bạn, thì các bạn cứ suy nghĩ ở cái chỗ đó nha. Các bạn khi mà các bạn móc á, thì các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn dây hợp lý là được nha các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ móc lên 28 mũi móc xích nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Khi các bạn làm cái dây bên đây là 20 nè các bạn, thì các bạn sẽ móc xong 20 mũi móc xích này, các bạn cắt len nè. Rồi các bạn sẽ móc 20 mũi móc xích, rồi các bạn sẽ nối trực tiếp vào cái điểm này. Các bạn sẽ làm những cái mũi móc đơn nè, những cái mũi móc đơn đến cuối hàng này. Rồi các bạn cũng sẽ móc ra cho mình là 20 mũi móc xích nha. Rồi như vậy là chúng ta đã được ba cái đầu dây. Còn bên đây các bạn nối len vào trong đây nè, để các bạn sẽ móc ra 20 mũi móc xích. Như vậy là chúng ta đã được 4 cái cộng dây rồi. Rồi bây giờ mình còn 8 mũi nữa nè, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 nè các bạn. Khi các bạn móc xong 28 mũi á, các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè. Ở cái phần đối diện á các bạn. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn luôn nha. Đây, kéo len qua và móc một mũi móc đơn luôn. Rồi bây giờ các bạn lại viền cho mình những cái chân móc đầu tiên ở những cái hàng này nè. Là mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn luôn nha. Các bạn sẽ viền tới cuối hàng. Rồi chúng ta cũng sẽ móc lên 28 mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ nối qua cái điểm còn lại là chúng ta cắt len thôi. Trượt mũi và cắt len. Đó các bạn, ở đây là vừa với cái lỗ tai của mình rồi nè. Rồi các bạn sẽ viền cho mình tới cuối hàng nha. Mình sẽ gặp lại khi các bạn móc đến cuối hàng. Rồi, còn một cái chân móc cuối cùng nè các bạn. Các bạn cũng sẽ móc vào cái chân móc này nè, một mũi móc đơn nha. Rồi từ đây các bạn cũng sẽ móc lên 28 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Móc tới 28 á, rồi các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên bên đây nè. Đây nè các bạn, chân móc đầu tiên bên đây. Rồi các bạn sẽ trượt mũi nha. Rồi chúng ta sẽ cắt len đi các bạn. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái kim khâu len nha. Các bạn sẽ xỏ cái phần len này qua. Đâm kim vào cái chân móc kế bên nè các bạn. Rồi, các bạn đưa xuống phía dưới này. Các bạn sẽ giấu đi cái đoạn len này cho mình nha. Giấu vào trong mũi móc nè các bạn. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần khẩu trang rồi đó. Các bạn làm nhiều cái cho gia đình mình. Chống nắng hay là giữ ấm gì cũng được. Các bạn làm cái sợi cô tông thì các bạn sẽ sử dụng được cho cả bốn mùa luôn. Rồi làm mấy cái len này nè các bạn thì các bạn sẽ sử dụng cho mùa thu đông sắp tới nha. Còn mùa xuân với mùa hè thì các bạn sử dụng các loại sợi cô tông 100% đi cho nó mát mẻ với lại nó thông thoáng hơn á các bạn. Và cái này là cái đơn khẩu trang mình đặt ở khách ở nước ngoài các bạn. Họ cái mùa này của người ta là vào mùa đông á, cho nên là họ làm bằng len nè. Còn cái này là của người ta, còn cái này là của mình nè. Rồi bây giờ ở cái clip sau á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn may cái lớp lót. Còn nếu mà các bạn biết may rồi thì chúng ta sẽ may bình thường nha các bạn. Mình may vô ở bên trong này nè. Chúng ta sẽ chọn cái bề phải ra ngoài đây các bạn nè. Cái bề mặt phải của chúng ta nè là cái hàng mũi móc đơn mặt phải nè các bạn. Rồi như vậy là mình sẽ làm cái lớp bên trong này, hoặc là chúng ta mang như thế này luôn, hai cái khẩu trang như vậy luôn cho bảo vệ luôn nha các bạn, khỏi nắng khỏi vi khuẩn. Rồi mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu khẩu trang này nha. Nếu mà trong cái quá trình mà mình làm video có cái gì mà sai sót á, thì mong các bạn thông cảm cho mình nha. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu này, các bạn nhớ bình luận ở phía bên dưới, hoặc là các bạn móc xong á, các bạn thành công rồi á, các bạn nhớ bình luận ở phía bên dưới để cho mình có thêm động lực nha các bạn, và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và thực hiện móc những cái chiếc khẩu trang này cùng với mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.